Hiện tại là Vi đang ở Anh Tuấn. Thì anh Tuấn cũng làm cho mẹ Vi một hình rồi, và anh hiện tại đang thiết kế cho Vi tiếp cái hình của Vi. Và mấy bạn đón xem nha, hôm nay Vi sẽ quay cho mấy bạn xem nguyên cái quá trình mà Vi làm luôn á. Ok mọi người, thì bây giờ là Vi đã sketch xong cái tay của Vi. Thì nhìn là cũng ok lắm luôn đó nha. Chuẩn bị lên phết. Vi làm gì á? Thì lúc mà Vi xăm cái cánh tay ở ngoài thì lúc đó là Vi cảm thấy không có đau. Vi không đau chút nào luôn á. Nhưng mà nghe nói là anh Tuấn nói là trong đây sẽ đau. Thì để xem, mà Vi cũng mới nghe nhiều bạn bè của Vi nói là trong đây sẽ đau hơn là ở ngoài. Để coi. Cái kim này nó có hạn sử dụng hết 2025, không hết hạn. Xong tục thôi. Được chưa? Dạ được. Có cần anh thấp xuống xíu không? Không, như vậy được rồi đó. Do kim đầu tiên này, coi xem có đau không nha. Than bật từ 1 tới 10, chắc đau khoảng tầm 6. Xăm cái chỗ này là đau nhất nè. Chó. Bây giờ là đang ngồi nghỉ mệt, mới xăm được cái con chim rồi. Đào. Hôm nay ăn bánh mì sandwich gà hay là bò gì đó. Hôm nay nha mọi người. Xăm được hình như là bây giờ là mấy tiếng rồi anh? Nhưng là 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi mà hết chiều nổi rồi, bây giờ phải ủ tê. Thì hiện tại là Vi đang ngồi ủ tê cái tay. Thì hồi nãy là mình làm được 2 tiếng rưỡi, gần 3 tiếng. Sau đó là Vi cảm thấy bắt đầu cái da mình nó hơi bị đau rồi đó. Nên là kêu anh Tuấn thôi, bây giờ anh ủ tay ủ tê cho em đi chứ không chịu nổi. Đây là thành quả nha mọi người, không có thấy gì hết. Mới xăm xong nên là nó còn hơi tối. Ui da. Rung luôn hả? Rác lắm luôn. Cái này là hình xăm cuối cùng trong đời luôn. Ồ, nghe cậu đã quen lắm á. Nghe cậu rất là quen. Sau khi xăm xong thì bây giờ là tới cái phần dán. Cái dán này như là vẫn đi tắm được đúng không anh? Đúng rồi, tắm thoải mái. Cái này phải bao nhiêu ngày mình gỡ ra? Khoảng 4-5 ngày mình gỡ ra được rồi. Ok. Và anh Tuấn cực kỳ dễ thương luôn, kêu Vi qua là tặng cho Vi nến. Cái này là hai vợ chồng tự làm. Nến này là hai vợ chồng tự làm luôn nha mọi người, handmade 100%. 100% từ nến đầu năm. Nè các bạn, cực kỳ nhiều mùi luôn nha. Cái này nến nè, có trầm, có cam nè, có lavender, có hồi nữa. Các bạn thích mùi nào cũng có hết á. Anh Tuấn ơi, em lấy mùi trầm với lại mùi lan nha. Ok. Ok mọi người, thì hôm nay là Vi đã xăm xong. Và anh Tuấn xăm rất là ok nha mọi người. Nếu mà mọi người có muốn xăm á thì nhắn tin cho Vi, rồi Vi sẽ cho anh contact của anh Tuấn. Thank you anh Tuấn. Bye bye, cảm ơn em.